Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Kiều binh thời Nguyễn Phú Trọng ngồi trong triều đình bàn chuyện quốc gia. Ngày 2 tháng 6, báo tiếng dân đăng bài bình luận nạn Kiều binh dưới triều đại Nguyễn Phú Trọng của tác giả Thu Hà. Tác giả đề cập đến nạn Kiều binh thời Lê Trung Hưng, lực lượng từng thao túng cả vua Lê lẫn chúa Trịnh, thậm chí còn quyết định chọn người lên ngôi, hoàn toàn thao túng triều đình. Tác giả dẫn nhận định của sử gia Phạm Văn Sơn bàn về nạn Kiều binh trong sách Việc Sử Tân Biến, quyển số 3. Gia chính cũng như quốc chính, một khi có lũ con cưng đó, tất nhiên phải đưa thiên hạ đến chỗ đại loạn. Lịch sử không chỉ trách kêu binh mà còn phải quy trách nhiệm cho những người cầm đầu dân tộc và bụng suy, dạy nghĩ. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Tác giả cho rằng hiện nay dưới triều Nguyễn Phú Trọng, nạn kiêu binh từ Bộ Công an cũng tím quyền, thao túng quyền lực, bắt cả Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương làm con tình. Khởi nguồn của nạn kêu binh này là do ông Nguyễn Phú Trọng đã dung túng bộ công an. Tác giả nêu ba dẫn chứng như sau. Thứ nhất, ông Trọng đã bật đèn xanh cho Tô Lâm đưa mật vụ sang Đức, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về nước, cho bắt ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thằng, quản thúc, giam lỏng, thường trực ban bí thư Đinh Thế Huỳnh mà không cần có ý kiến của ban chấp hành trung ương hoặc quốc hội. Thứ hai, bỏ qua cho sự dính líu của Tô Lâm trong vụ mobile phone, mua IVG bằng các văn bản tối mật và đề nghị cho hưởng chế độ hình sự đặc biệt để Phạm Nhật Vũ chỉ phải nhận mức án 3 năm tù. Thứ ba, ủng hộ chủ trương của Tô Lâm và Bộ Công an, nửa đêm mang hàng ngàn quân đi tấn công thông hoành, đồng tâm, tiêu diệt đảng viên 58 tuổi đảng Lê Đình Kình, bắt hết con cháu ông Kình. Tác giả đánh giá, từ tiền lệ đó, Bộ Công an nấp dưới cờ chống tham nhũng không có vùng cấm, trở nên lộng quyền và bước qua mọi rào cản pháp lý. Và đây là hình trùm kêu binh Đại tướng Tô Lâm. Ông Trọng xem bộ công an là thần bảo hộ của đảng, là công cụ đảm bảo sự tồn tại của đảng, nên o bế dung túng lực lượng công an, biến họ trở thành kêu binh hung hẳn, côn đồ, coi thường nhân phẩm, mạng sống của người dân. Theo tác giả, kiêu binh thời đại Hồ Chí Minh tham nhũng, hối lộ, mua sao vạch, bán phẩm hàng mà không ai dám điều tra, tố cáo, chỉ trích. Công an đánh người, bắn người, bắt bớ, tra tấn khi giam cầm, dẫn đến những cái chết tức tưởi của dân, hoặc thương tích đầy người, thân tàn ma dại, nhưng luôn được bao che, không hề bị truy tố. Những đại biểu nào dám chất vấn, gây gắt Bộ trưởng Bộ Công an, phê phán công an giữa nghị trường, không sớm thì muộn, cũng bị gài bẫy, bắt giam. Tác giả đánh giá, ai dám đưa công an vào vòng tố tụng, thì đứng đầu cơ quan khởi tố điều tra là Bộ Công an, tức Đại tướng Công an Tô Lâm, cơ quan tri tố Viện Kiểm sát, Thượng tá Công an Lê Minh Trí và cơ quan xét xử tòa án tối cao, Thiếu tướng Công an Nguyễn Hòa Bình tác giả chỉ ra sai lầm của ông Trọng đã giúp Bộ Công an cài cắm người của mình vào tất cả cơ quan đầu não. Và đây là hình Nguyễn Phú Trọng, người nuôi âm binh và bị âm binh cắn ngược. Chỉ vì còn đảng còn mình nên ông Trọng đã tạo điều kiện cho lực lượng Bộ Công an ngày càng đông đúc, hung hẳn. Ông Trọng trao cho đám kiều binh cái quyền tiền trảm hậu tấu, để nay họ quay sang tiếm quyền, khuynh lót, nắm thớp cả ban chấp hành trung ương và hệ thống chính trị. Từ trung ương đến 63 tỉnh thành, Hồng đưa ra yêu sách sắp xếp nhân sự cấp cao. Tác giả nhận định, bộ công an đang kiểm soát gần như tất cả các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, mở đường cho việc Tô Lâm ngồi vào ghế tổng bí thư. Đến thời điểm này, có thể nói vua Nguyễn Phú Trọng đã thật sự mất hết quyền lực. Tác giả đề cập đến việc nhà báo Huy Đức, cây bút chính luận số 1 Việt Nam, đã bị khởi tố, bắt giam vào chiều ngày 1 tháng 6 và cho rằng sắp tới sẽ có những cuộc thanh trừng đàn áp khốc liệt hơn. Các nhà hoạt động nhân quyền, những tiếng nói phản biện, những phản ứng trong dân chúng và ngay cả trong đảng cũng sẽ cùng chung số phận. Tác giả kết luận, Kêu Binh đang lên ngồi vết nhơ thời vô lê, chúa trịnh, đã, đang và sẽ lặp lại một lần nữa trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Buồn thai! Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kêu Binh thời Nguyễn Phú Trọng ngồi trong triều đình bàn chuyện quốc gia Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất và nhanh nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tôi Chủ tịch cần cảnh giác với quân đội về âm mưu chống đảng sắp được chăm ngòi. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới tình trạng bất ổn của chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây xuất phát từ chính việc Nguyễn Phú Trọng không công bố rõ ràng, minh bạch về nhân sự kế nhiệm ông khi ông Trọng rút lui. Gần đây có nhiều biểu hiện cho thấy có thể ông Trọng sẽ tiếp tục ngồi ghế tổng bí thư lần thứ tư, đồng thời ông sẽ cho sửa điều lệ đảng cho phù hợp. Do đó, sự nổi loạn của cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong thời gian vừa qua là điều hợp lẽ nhưng không hợp lý vì quy định của đảng không cho phép. Và đây là hình tại sao đề xuất có cảnh vệ cho Bộ Quốc phòng vào lúc này sự nổi giận lôi đình của ông Tô Lâm thời gian qua đã phá nát ngôi nhà của đảng về cơ cấu tổ chức. Hàng loạt nhân sự cấp cao là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương đảng đã lũ lượt kéo nhau ra đi bởi các sai phạm liên quan đến tham nhũng. Dù rằng sau hội nghị Trung ương chính khóa 13, tổng trọng với sự giúp đỡ của các tướng lĩnh quân đội và Bộ Quốc phòng đã mau chóng bình ổn tái lập trật tự trong đảng. Cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng yên vị tại ghế chủ tịch nước. song tổng trọng và các cấp có thẩm quyền chưa công bố nhân sự tân Bộ trưởng Bộ Công an, chiếc ghế có tầm ảnh hưởng mang tính quyết định đối với quyền lực của ông Tô Lâm. Theo giới phân tích, việc đưa Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Trần Quốc tỏ nắm quyền điều hành Bộ Công an là một sự tính toán có chủ đích của tổng trọng và phe cánh. Đồng thời, đây cũng là một trong những chiến thuật câu giờ để tạo sự căng thẳng của đối thủ tức Bộ Công an. Theo đó, nếu để Bộ Công an bị ức chế tâm lý thì sẽ sinh ra các biểu hiện manh động và chỉ chờ có thế chiếc lưới của tử thần sẽ chụp xuống. Đại Á Châu Tự Do AFA ngày 29 tháng 5 đưa tin tại sao đề xuất có cảnh vệ cho Bộ Quốc phòng như Bộ Công an trong lúc này. Bản tin cho biết ngày 24 tháng 5, truyền thông nhà nước loan tin Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô tại phiên thảo luận về dự thảo luật cảnh vệ sửa đổi đã đưa ra đề nghị như sau. Cần quy định quyền áp dụng biện pháp cảnh vệ cho cả Bộ trưởng Công an và Quốc phòng vì lực lượng cảnh vệ bao gồm cả công an và quân đội. Và đây là hình Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Vẫn theo AFA, giới quan sát cho rằng phát biểu vừa kể thể hiện cho thấy có vẻ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không muốn lép vế so với Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên đáng chú ý, phát biểu vừa kể là của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt là điều tương đối bất bình thường. Đặc biệt trong hoàn cảnh nguyên tắc của quân đội nhân dân Việt Nam, vốn là luôn đứng ngoài các mâu thuẫn giữa các cá nhân và phe phái. Song gần đây, nguyên tắc này đã bị phá bỏ khi các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng đã tham gia giúp các cấp có thẩm quyền ổn định lại trật tự trong đảng. Hơn thế nữa, cái tên Bộ Tư lệnh Thủ đô khiến người ta liên tưởng tới vụ binh biến bất thành của Đại tướng Phùng Quang Thanh vào năm 2015. Theo đó, ngày 3 tháng 7 năm 2015, Tư lệnh và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Tư lệnh Phí Quốc Tuấn và Trung tướng Chính ủy Lê Hùng Mạnh nhận quyết định nghỉ hưu và được yêu cầu bàn giao tức khắc cho Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tư lệnh và Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Chính ủy. Nhắc lại sự kiện này để thấy tầm quan trọng của Bộ Tư lệnh Thủ đô, một tấm lá chắn an toàn cho sự ổn định an ninh chính trị tại các cơ quan trung ương đầu não của đảng và nhà nước Việt Nam. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt, có ý kiến đưa ra giả thuyết tương đối đáng ngại khi cho rằng phải chăng cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng đã đánh hơi thấy âm mưu ám toán lãnh đạo quân đội, nên Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt mới đưa ra yêu cầu cảnh vệ đối với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng. Và đây là hình tân thường trực ban bí thư Đại tướng Lương Cường. Thậm chí có ý kiến đánh giá có thể có khả năng tương đối cao sẽ có một vụ ám sát hụt đối với lãnh đạo quân đội theo một kịch bản nào đó với mục đích chăm ngòi cho vụ án chống đảng khởi động với mục đích gấp lửa bỏ tay Bộ Công an. Xin khẳng định, trên đây chỉ là những ý kiến mang tính giả định, nhưng đây là những vấn đề dành cho Chủ tịch nước Tô Lâm và ekip lãnh đạo Bộ Công an phải nâng cao cảnh giác. Xin nhắc lại, các vụ án âm mưu chống đảng là một vũ khí đặc thù trong các nền chính trị tại các quốc gia cộng sản, khi phe mạnh hơn dùng quyền để ghép các cá nhân hay tổ chức vào tội danh này với mục đích loại bỏ họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Chủ tịch cần cảnh giác với quân đội về vụ âm mưu chống đảng sắp chăm ngòi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.